Từ khu vực mình ở là khách sạn Dubai đó các bạn, khách sạn Dubai ở trên đường Tôn Đản. Mình đi dạo phố Nha Trang vào ban đêm các bạn. Chào mừng các bạn đến với thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Mình đang ở khách sạn Dubai ở đường Tôn Đản, ở gần khu vực đường Trần Phú các bạn, khu trung tâm Sầm Út á. Mình đang ở trong tại một khu trung tâm Sầm Út để mình ra chỗ đường Trần Phú, khu trung tâm nhộn nhịp nhất ở thành phố Nha Trang. Đường Tôn Đản này các bạn thấy rất nhiều khách sạn, nhà hàng, quán bar. Dũng phố đêm ở Malaysia, Malacca rồi, tiếng Hàn không ạ. Chỗ đó cái khách sạn to kìa. Làm sao mà hai chỗ gần khách sạn Dubai mình ở luôn các bạn, khách sạn Dubai. Ra đây là đường gì đây? Đường Tôn Đản mình ở là nó song song với đường Trần Phú. Ở đường là đường Du Góc, là đường. Đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đó kìa. Cái biển kìa, đường Trần Phú phía trước á. Đâu khu ẩm thực đâu? Chưa, đây là phố đi bộ. À, phố đi bộ đây. Mình đi dọc dọc phố đi bộ đó các bạn. Bán quà lưu niệm. Rất là nhộn nhịp Sầm Út luôn, Nha Trang về đêm khách du lịch rất là đông luôn các bạn. Du khách đồng đen luôn. Hả? Đó kìa, đổ tiền nha, đây là giống người nước ngoài, khu du lịch tới bãi mà. Mình nhớ lúc mình đi nước ngoài. Bán hàng rong, bắp đồ. Hả? Đài Trầm Hương luôn, ngay ra đi bộ nào xíu cái đài Trầm Hương liền các bạn. Đó. Đó, chỗ mình ở khu vực đường Tôn Đản nó song song với đường Trần Phú, mình đi tới bộ khoảng chừng 100-200 thước là ra cái đài Trầm Hương liền nè. Đó, đài Trầm Hương, khu trung tâm của thành phố biển Nha Trang.
Rồi đối diện là Chợ Đêm. Các bạn đang du lịch cùng du lịch khám phá đó đây tại thành phố biển Nha Trang các bạn. Ở xa xa có tiếng nhạc nghe. Mình phải né ra trong trường bị dính bản quyền các bạn. Đây là Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nằm ngay gần Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn à. Gồm những tòa nhà cao tầng rồi, Novotel rồi. Ở chỗ đó có văn nghệ, văn gừng. Tòa nhà Ủy ban Nhân tỉnh này. Khách du lịch nườm nượp đổ về đây các bạn, rất là đông luôn. Vô Chợ Đêm trước hay là vô tháp Trầm Hương đây? Vô tháp Trầm Hương đi, rồi xíu tới Chợ Đêm sao? Trước mặt mình là biển các bạn. Đường Trần Phú phía trước mặt, đường Trần Phú và biển ngay ở trước mặt mình đây. Đường Trần Phú là cái đường ven biển đẹp nhất của tỉnh Khánh Hòa, nổi tiếng từ xưa giờ. Biển giờ nhìn ra ngoài đó một màu đen thôi. Yến Xào Khánh Hòa kính chào quý khách nữa nè. À đây khu Chợ Đêm. Đi qua khu Trầm Hương này xíu đi, chứ quay lại. Mình quay cái video Chợ Đêm này riêng. Bây giờ mình quay cái khu tổng thể khu phố này đã. Khu phố trung tâm thành phố biển Nha Trang về đêm. Người xe cộ quá trời là... xe du lịch chở khách du lịch vậy quá trời. Rồi, lại đến với trên cái tháp Trầm Hương, một cái tháp biểu tượng của thành phố biển Nha Trang này. Nằm ngay trên đường ven biển
Trần Phú và biển các bạn. Đó. Rất xa xa của mình là biển á, đang đen á các bạn, ban đêm thì nó đen. Ở đây có cái hàng chữ Welcome to Nha Trang. Welcome to Nha Trang. Mọi người đã chụp hình ở đây. Tháp Trầm Hương nhìn xuống tháp Trầm Hương thành phố biển Nha Trang. Bên trái mình là biển và có cái vòng xoay của Vinpearl kìa. Vinpearl nằm xa xa cái vòng quay lễ rất là đông luôn. Ở khu vực tháp Trầm Hương đây. Đẹp quá. Ở phía xa xa có sân khấu ca nhạc à. Sân khấu ca nhạc à. Đẹp quá. Này vui quá, hồi này quá vui luôn. À, mỗi điểm du lịch, mỗi thành phố lớn mà thành phố du lịch nó đều có một cái điểm rất là vui các bạn. Ví dụ ở Nha Trang thì có cái điểm này là điểm đặc biệt, sầm uất. Còn như Cần Thơ thì có ở chỗ Bến Ninh Kiều, nhưng mà Bến Ninh Kiều thì cũng rất là sầm uất, nhưng mà chắc chắn cũng sẽ không bằng ở khu vực chỗ này của thành phố biển Nha Trang. Rồi ở Đà Nẵng thì có khu vực cầu Sông Hàn, cầu Tình Yêu, công viên Apex, khu đường Bạch Đằng. Khu này nhà cao tầng không các bạn. À, bây giờ mình nhìn xa là cái Ủy ban nhân tỉnh Khánh Hòa. Màu vàng vàng, các cờ đỏ nhiều các bạn. Phía xa xa, phía sau mấy cái tòa nhà cao tầng kia là cái khách sạn Dubai ở trên đường Tôn Đản nơi mình ở các bạn.
khách sạn đó cái giá thì biết là nó ghi 1.700.000 một phòng, phòng đôi, nhưng mà khi mình có thể là một ngày cuối vậy đó là nó áp giá lại, nó giá rẻ lại và có nhiều cái voucher nữa, khách hàng quen thuộc ở trên booking các bạn, và nó giảm xuống còn 600 thôi. Phòng thì cũng đầy đủ tiện nghi, nhưng mà nếu đúng là một giá 1.700.000 thì nó cũng hơi mát, nhưng mà được cái là nó gần trung tâm, đi bộ đi chơi thoải mái. Khu phố chỉ là đẹp nữa nè. Đây, khu vực tháp Trầm Hương các bạn, biểu tượng của thành phố biển Nha Trang. Đây, các bạn đã thấy cái chữ tháp Trầm Hương rồi đó. Mình đi lên trên chân tháp. Đây là có tề thiên nè. Tề thiên. Chưa bất giới, tề thiên chưa bất giới. Nói chung rất là vui các bạn.
Thì video của mình về vào trung tâm thành phố biển Nha Trang tại khu vực đường Trần Phú và tháp Trầm Hương của mình thôi. Đến đây cũng tương đối dài rồi. Thì quay lại thì cũng chừng đó thôi, nhưng mà nó vui quá cho nên mình cũng để ống kính nhiều lúc cũng để cho các bạn chiêm ngưỡng cái hòa chung niềm vui với mọi người. Chúc các bạn và gia đình luôn có sức khỏe và luôn có những chuyến du lịch vui vẻ, thú vị cùng du lịch khám phá ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy nhấn like, chia sẻ video và đăng ký theo dõi ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.